Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin ông ngoại Pfizer, Học viện Quân y và những liên minh ma quỷ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đạo của ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng Việt Nam về scandal Việt Á đã tô đậm thêm nghi vấn rằng phải chăng những liên minh ma quỷ đang hoạch định thực thi chính sách chứ không phải Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ đang quản trị và điều hành quốc gia theo hiến pháp và pháp luật. 4 ngày sau khi scandal Việt Á bùng lên và sự nghi ngờ, phẫn nộ của công chúng đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong việc ngăn ngừa đợt dịch COVID-19 thứ tư càng lúc càng dâng cao. Ông Chính mới lên tiếng và yêu cầu Bộ Công an mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí của Việt Nam tranh nhau bốc thơm cho hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra chống dịch với chiếc áo đẫm mồ hôi. Tuy nhiên, 23.000 người đã chết vì chính sách chống Covid bạo lực cực đoan của chính phủ và hàng triệu người lũ lượt bỏ chạy trên những chiếc xe máy một cách thảm thương, thì chưa có báo chí nào đề cập đến trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính. Tác giả Trần Văn đã có bài phân tích trên blogger tại Tờ Báo Hoa Kỳ với tựa đề Ông ngoại Pfizer, Học viện Quân y và những liên minh ma quỷ, được chia sẻ như sau. Phản ứng của ông Chính có hai điểm bất thường. Thứ nhất là quá chậm so với sự kiện mà quy mô tính chất nhỏ hơn, ít nghiêm trọng hơn nhưng được công chúng quan tâm. Chẳng hạn chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn ở phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh khiến 8 người thiệt mạng, ông Chính đã gửi công điện yêu cầu Bộ Công an phải điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm, vân vân, và đòi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, vân vân. Tương tự, chỉ vài tiếng sau khi xảy ra vụ tai nạn làm 8 người chết, 7 người bị thương tại đoạn chạy qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận của quốc lộ 1, chính ông Phạm Minh Chính cũng đã gửi công điện yêu cầu chỉ đạo đủ thứ, vân vân. Scandal Việt Á vốn lớn hơn rất nhiều về quy mô, nghiêm trọng hơn rất nhiều về tính chất và dù công chúng đặc biệt quan tâm, nhưng ông Chính chỉ lên tiếng sau khi một số người thắc mắc tại sao những viên chức đứng đầu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không nói gì cả. Và vì sao ông Chính ngậm tăm rất lâu, khác hẳn so với bình thường? Thứ hai, tại sao nội hàm của mở rộng điều tra lại là thu hẹp phạm vi trách nhiệm? Đến giờ, những thông tin liên quan đến scandal Việt Á cho thấy ông Chính không thể vô can khi bất chấp các khuyến cáo của nhiều chuyên gia y tế, dịch tễ, v.v. đốc thúc thần tốc xét nghiệm diện rộng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và công điện khẩn yêu cầu thần tốc xét nghiệm toàn quốc căn cứ trên chỉ đạo của ông Thủ tướng. Cũng chính trong giai đoạn này thì bộ kit xét dởm của Việt Á đã được phân phối đi khắp nơi trong cả nước. Nếu không cố tình thì ít nhất chỉ đạo và nỗ lực của cá nhân ông Thủ tướng trong việc đề ra chủ trương ép buộc thực thi thần tốc xét nghiệm diện rộng ở phạm vi toàn quốc cũng đã vô ý hỗ trợ kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID giả của công ty Việt Á. Và vì sao ông Thủ tướng là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch không nhận trách nhiệm, không xin lỗi người dân cả nước với cái chết chắc chắn đã đem đến cho rất nhiều người. Cho dù ai cũng thấy Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ v.v. đã hành xử hết sức bất thường, vi phạm pháp luật, tận dụng cả tình thế lẫn nhu cầu ngăn chặn đại dịch để khai phá đại lộ cho Việt Á, ông Dung bước tới thu về cỡ 4.000 tỷ đồng. Và tại sao Thủ tướng chỉ muốn hoạt động điều tra vào những thương vụ giữa Việt Á với các cơ sở y tế địa phương mà không yêu cầu bất kỳ bộ trưởng nào phải giải trình? Và tại sao Thủ tướng không muốn xem xét trách nhiệm của bất kỳ bộ trưởng nào? Đây chính là câu hỏi đang được đặt ra. Vào hạ tuần tháng 7 năm nay, lúc đợt dịch COVID-19 thứ tư đã thật sự trở thành thảm họa tại Việt Nam, công chúng cũng sửng sốt rồi phẫn nộ khi cô Vũ Phương Anh, nhân vật nghe từng nói là hoa khôi báo chí, đang làm việc trong cơ quan truyền thông chính thức nào đó tại Việt Nam, vốn thường xuyên khoe sang, khoe giàu trên mạng xã hội, khoe tiếp rằng do có ông ngoại hỗ trợ, vợ chồng cô mới được trích vaccine Pfizer ở bệnh viện Hữu Nghị. Giữa lúc đại dịch lan tràn, vaccine ngừa COVID-19 hết sức khan hiếm, chuyện cô Vũ Phương Anh không thèm trích AstraZeneca, đòi và được trích Pfizer ngay lập tức
chứ không cần đăng ký rồi người chờ tấn lượt đã lập tức trở thành một scandal khắp cả nước. Đây là hình ảnh báo Việt Nam đưa tin Hoa hậu Vũ Phương Anh khoe nhờ ông ngoại nên mới được trích vaccine Pfizer, trong khi người dân thì bị ép trích vaccine Pfizer của Trung Quốc. Sự hồn nhiên của cô Vũ Phương Anh đã đẩy Bệnh viện Hữu Nghị vào thế phải thành kính phân bua với đồng bào rằng cô Anh không nói điều nhưng khoe như thế là chưa chính xác. Vợ chồng cô được trích Pfizer vì hôm ấy bệnh viện vừa hết AstraZeneca và trích vaccine Pfizer cho cán bộ cấp cao xong thì thừa 2 mũi. Tới đó thì ngoài căm phẫn, đồng bào còn thắc mắc rằng tại sao vaccine đang hết sức khan hiếm mà không dành vaccine, đặc biệt là vaccine được tín nhiệm cao về chất lượng như Pfizer cho những đối tượng dễ nhiễm COVID-19, dễ thiệt mạng như nhân viên y tế, người lớn tuổi, người mắc bệnh mãn tính. Và dựa vào đâu mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cho phép hệ thống y tế âm thầm mang Pfizer trích cho cán bộ cấp cao, kể cả những cá nhân như vợ chồng cô Vũ Phương Anh. Và câu hỏi đặt ra là ông ngoại là ai, làm gì, ở đâu mà có thể tác động đến việc phân phối vaccine ngừa COVID-19 vốn được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt và chặt chẽ đến như vậy. Cũng giống như scandal Việt Á, phải mất vài ngày thì ông Thủ tướng Việt Nam mới chỉ đạo điều tra scandal ông ngoại Pfizer. Và kết quả là cô Vũ Phương Anh bị thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt 12,5 triệu vì thông tin sai sự thật. Cô hoan hỉ nộp phạt ngay lập tức, dẫn tới rõ ràng cô được trích Pfizer đúng như cô khoe. Còn Bệnh viện Hữu Nghị thì kỷ luật nhân viên y tế dính líu đến việc trích Pfizer cho vợ chồng cô Vũ Phương Anh bằng cách điều chuyển công tác. Và cũng không ai động tới ông ngoại, và dù rất muốn, đến nay công chúng vẫn chưa thể biết danh tính diện mạo thật của ông ngoại là ai. Đây là hình ảnh bộ kit xét nghiệm do Việt Á Học viện Quân y hợp tác nghiên cứu sản xuất và được toàn bộ hệ thống báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bộ khoa học công nghệ, Bộ Y tế tung hô lên tận mây xanh. Cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy ông ngoại là ông trùm, nhưng càng ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Học viện Quân y nơi ông ngoại làm việc là tổ chức đầy quyền lực. Ngoài khả năng bảo vệ những thành viên như ông ngoại nên không ai dám đụng tới, kể cả nhắc tên. Tổ chức này có thể khiến cả Bộ Khoa học Công nghệ tự nguyện chọn họ và công ty Việt Á làm liên doanh nghiên cứu một trong 4 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, đó là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm để phát hiện virus corona chủng mới, rồi ngụy tạo thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới đã phê duyệt giúp công trình của liên doanh của họ có ưu thế về kinh doanh. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đang chuyển cho nhau xem báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao. Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã lấy gần 19 tỷ đồng từ ngân khố quốc gia cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á để nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện virus corona chủng mới, rồi tổ chức nghiệm thu chuyển cho Bộ Y tế cấp giấy phép định giá. Có một điểm thú vị là Học viện Quân y đã lui về phía sau, không thèm nhận bất kỳ một thành tích nào. Chỉ có Công ty Việt Á được trao huân chương lao động hạng 3 do đích danh ông Chủ tịch nước khi đó là Nguyễn Phú Trọng ký. Và vì sản phẩm có đủ thứ nhãn từ khoa học đến chính trị nên dễ dàng thu về tới 4.000 tỷ trong một thời gian rất ngắn. Đây là hình ảnh đích thân ông Nguyễn Phú Trọng ký trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Công ty Việt Á, nên đến bây giờ ông Trọng vẫn im re, chưa thấy mở miệng ho hé câu gì. Nếu không có đại dịch COVID-19 thì chắc chắn khó có cơ hội nhìn thấy bóng dáng của Học viện Quân y thấp thoáng phía sau một số công trình nghiên cứu và giờ có công trình scandal. Đại dịch COVID-19 đã nâng cao vai trò, vị thế của các nhà khoa học và Việt Nam, và các nhà khoa học ở Học viện Quân y đã mở rộng hoạt động liên kết với một số doanh nghiệp, và kể cả họ làm những đồ trang thiết bị và đặc biệt là vaccine không có đảm bảo chất lượng để tiêm cho người dân. Ngoài liên doanh với công ty Việt Á để nghiên cứu bộ xét nghiệm COVID-19, Học viện Quân y còn đứng tên trong liên doanh với công ty Nanogen nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Thật là một sự nguy hại. Cứ dùng Google tìm những thông tin liên quan đến Nanocovax rồi đối chiếu chúng với nhau sẽ thấy có rất nhiều yếu tố đáng suy ngẫm. Scandal do công ty Việt Á vạch ra vài đường tuy chưa thật rõ ràng nhưng cho thấy có liên kết nhất định trong hoạch định và thực thi chính sách ngăn ngừa đại dịch COVID-19.
Bộ Khoa học và Công nghệ là giao nghiệm thu công trình nghiên cứu, Bộ Y tế thì cấp giấy phép lưu hành, xác định giá tham chiếu, rồi Bộ Nội vụ được khen thưởng vừa để đánh lạc hướng, vừa để hỗ trợ kinh doanh. Học viện Quân y thuộc Bộ Quốc phòng là một phần trong liên kết giống như liên minh này hay là nhạc trưởng? Rất khó và có thể sẽ không có câu trả lời giống như thắc mắc một thủa nào rằng ông ngoại Pfizer là ai, vì Thủ tướng không bận tâm đến việc phác họa diện mạo, phạm vi chi phối của những liên minh ma quỷ ấy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ đánh bạc do tướng công an bảo kê khởi tố 17 người liên quan ở Bắc Ninh. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 người ở tỉnh này về hai tội là tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Những người này bị cáo buộc có liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam cầm đầu. Đường dây này từng được bảo kê bởi hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Truyền thông nhà nước vào ngày 30 tháng 12 cho biết Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt tạm giam 9 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 người còn lại. Đây là hình ảnh các nghi can bị bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra bắt đầu xác định nhóm người trên là đại lý cấp 2 hoặc thành viên trong hệ thống đánh bạc trực tuyến thuộc đường dây đánh bạc của ông Nguyễn Văn Dương và Phan Xảo Nam cầm đầu. Tiên nói từ tháng 7 năm 2016 cho đến tháng 12 năm 2017, nhóm người bị bắt cáo buộc đã tổ chức đánh bạc, giao dịch cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hệ thống game bài đổi thưởng RigVip, một cổng trò chơi đánh bạc trực tuyến hoạt động trái phép trên hệ thống điều hành Android, Windows Phone, sử dụng các thiết bị điện thoại di động, thông minh hoặc máy vi tính, máy tính bảng, v.v. Trong phiên tòa phúc thẩm tháng 3 năm 2019 trước đó, ông Phan Xảo Nam bị tuyên án 5 năm tù giam và buộc phải nộp lại hơn 929 tỷ đồng, đồng thời bị tịch thu nộp công quỹ hơn 548 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông này được cho ra tù sớm vào ngày 6 tháng 2 năm 2021 vì được Tòa án Quảng Ninh chấp thuận đề nghị của trại giam vì cho rằng đã lập công trong thời hạn chấp hành án tù. Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở Hà Nội sau đó lại ra kháng nghị về việc thả sớm ông Phan Xảo Nam vì cho rằng không đủ điều kiện và thi hành án kỷ luật một loạt các quan chức tỉnh ủy, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Vào hồi tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị nói trên và buộc ông Phan Xảo Nam tiếp tục chấp hành án tù. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ cũng vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 cán bộ công an của tỉnh Phú Thọ. Lý do 4 người này bị cho liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho ông Phan Xảo Nam, một người thì bị tù vì chùm tổ chức cờ bạc trên mạng. Đây là hình ảnh ông Phan Xảo Nam, người cầm đầu đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ, bị kết án 5 năm tù. Truyền thông nhà nước vào ngày 6 tháng 12 cho biết thêm, những cán bộ công an tỉnh Phú Thọ bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng, bao gồm Đại tá Đào Văn Lý là trưởng phòng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Hoàng Phương Nam, trưởng công an huyện Hạ Hòa, nguyên Phó trưởng phòng, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Phú Thọ kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Thường, nguyên giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ, và Thượng tá Thạch Văn Thắng, nguyên phó giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Tin cũng cho biết Đại tá Đào Văn Lý là người chỉ đạo Thượng tá Hoàng Phương Nam soạn hai văn bản lập công sai sự thật cho ông Phan Xảo Nam và trực tiếp ký xác nhận việc lập công nói trên. Hành vi của ông Đào Văn Lý bị nói là vi phạm quy định của Đảng, của pháp luật nhà nước và quy định của Bộ Công an. Ông Lý cũng bị xác định là vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Phòng An ninh Điều tra khi giao giấy xác nhận cho bị cáo Phan Anh Tuấn. Đây là hình ảnh hai tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ của ông Phan Xảo Nam, gồm ông Phan Văn Vĩnh bên trái và ông Nguyễn Thanh Hóa. Đại tá Nguyễn Văn Thường thì bị kỷ luật vì trực tiếp ký quyết định cho hai bị cáo thăm gặp, chỉ đạo cán bộ sắp xếp loại tốt và trực tiếp hướng dẫn ông Phan Xảo Nam viết đơn trình bày có nội dung sai sự thật. Thượng tá Thạch Văn Thắng là người ký nhận xét việc vi phạm của phạm nhân Phan Xảo Nam sai sự thật
và vi phạm quy định của Bộ Công an, vi phạm điều lệ của đảng viên. Ông Phan Sở Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến, là một trong những chùm tổ chức cờ bạc online nổi tiếng với sự bao che của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh khi đương chức và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa. Bị cáo Phan Sở Nam bị bắt giam vào hồi tháng 10 năm 2017 và bị tuyên án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2021, Tòa án Nhân dân cấp cao đã hủy hai quyết định giảm 22 tháng tù cho ông Phan Sở Nam vì không đủ điều kiện và không có căn cứ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô lên tới 3,8 tỷ đô la. Đây là những tin liên tục trong ngành Bộ Công an xảy ra những sự việc khủng khiếp nhất. Và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đó là vào ngày 2 tháng 12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo vừa triệt phá một đường dây đánh bạc qua mạng được xem là quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền giao dịch lên tới hơn 3,8 tỷ đô la, tức là khoảng hơn 87.600 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Phòng An ninh mạng, Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai người cầm đầu bị bắt là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tạm giữ tổng cộng 59 người gồm 13 người trọng điểm, 16 con bạc, 30 người liên quan và thu giữ gần 21 tỷ đồng, trong đó có gần 3 tỷ đồng tiền mặt, nhiều máy tính, điện thoại, sổ hồng, hợp đồng mua bán bất động sản và nhiều tang vật khác. Đây là hình ảnh các nghi phạm cầm đầu bao gồm Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân. Theo cơ quan an ninh điều tra, nhóm này đã tổ chức đánh bạc trên hai trang mạng. Hai trang này được hình thành qua nhiều lần thay đổi từ các trang khác và làm trung gian kết nối với sàn cá cược quốc tế Evolution.com và qua đó hưởng hoa hồng từ người chơi. Phương thức đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử, liên kết với các sàn tài chính rồi quy đổi, nạp và rút tiền, gây khó khăn trong việc xử lý. Để tham gia đánh bạc, người chơi thì phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài, sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo với lời hứa nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Các đối tượng đã hình thành với nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Khi số lượng người tham gia nhiều, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản và tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý các cơ quan chức năng. Cũng cách đây không lâu, Công an quận Từ Liêm ở Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành sinh năm 1989 cũng cầm đầu. Bước đầu, Công an đã thống kê hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng. Đây là hình ảnh sàn giao dịch tiền ảo Remitano nơi các con bạc nộp tiền rồi mua tiền ảo để chuyển qua các trang đánh bạc trên mạng. Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Công an cũng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng qua trang evido.club do Hà Miên tức Đỗ Ngọc Hà sinh năm 1984 cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động từ tháng 4 năm 2021 đến khi bị triệt phá tức là 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên tới 1,1 tỷ euro, tức là tương đương với 30.000 tỷ đồng. Theo một cán bộ của A05, Bộ Công an, trước đây các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng hay lấy trang chủ yếu là cá cược bóng đá và các loại cá cược khác từ nước ngoài về để hoạt động. Nhưng vài năm gần đây hoạt động cờ bạc qua mạng còn tự lập hệ thống, viết ứng dụng vân vân. Hiện tại, việc giao dịch tiền ảo qua ví điện tử chưa được hệ thống pháp luật điều chỉnh một cách đầy đủ, nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Và cũng trong khoảng một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tình trạng đánh bạc qua mạng càng nở rộ. Các đường dây này phát triển như hình thức đa cấp, đại lý, người chơi ở khắp nơi tại Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã gia tăng việc trấn áp các hoạt động đánh bạc trên mạng. Một số quan chức cấp cao trong ngành công an thậm chí cũng đã bị kết án tù vì bảo kê cho các hoạt động đánh bạc trên mạng với số tiền lên tới nhiều ngàn tỷ đồng. Điển hình hai cựu tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa, hai người này đã bị tuyên án tù lần lượt là 9 và 10 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.